Hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Như các bạn biết đấy, để quyết định sức mạnh của một Pokemon, ta cần dựa vào rất nhiều yếu tố như chỉ số, ability, hệ của Pokemon, thậm chí là cả IVS và EVS nữa. Trong đó, hệ của Pokemon là một cái gì đó cực kỳ quan trọng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18 hệ được giới thiệu. Một Pokemon có thể đơn hệ hoặc song hệ. Điều này làm cho yếu tố chiến thuật trong Pokemon được đẩy lên rất cao. Một Pokemon có thể mạnh trước Pokemon này, nhưng lại tỏ ra lép vế chứ một Pokemon khác, đơn giản vì nó bị khác hệ mà thôi. Vậy, những kết hợp về hệ nào thì được cho là hoàn hảo nhất? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video song hệ mạnh nhất, một vài song hệ ba nhất trong Pokemon nhé. Lưu ý, có rất nhiều song hệ ngon và mạnh, nhưng trong video này tôi không thể liệt kê hết được. Nếu bạn thấy còn thiếu song hệ nào mạnh và bá đạo mà chưa xuất hiện trong video thì hãy comment bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu với Điện Bay. Khi được hỏi trong 18 hệ Pokemon, hệ nào bị khắc ít nhất, bạn sẽ nghĩ đến hệ nào? Câu trả lời đó chính là hệ điện. Hệ điện chỉ bị đúng hệ đất khắc chế. Các chiêu thức hệ điện sẽ vô hiệu với các Pokemon hệ đất. Ngược lại, các chiêu thức hệ đất sẽ x2 với các Pokemon hệ điện. Khi ta kết hợp hệ điện với hệ bay, một hệ không bị ảnh hưởng bởi các chiêu thức hệ đất, ta được một Pokemon mang song hệ điện và bay. Lúc này, điểm yếu của hệ điện đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng Pokemon đó vì mang hệ bay nên sẽ bị một số hệ khắc chế, ví dụ như hệ băng và hệ đá. Đúng là không hề có Pokemon nào hoàn hảo mà. Các hệ Pokemon bị giảm một nửa sát thương khi tấn công một Pokemon mang song hệ điện và bay, bao gồm hệ cỏ, hệ giác đấu, hệ bay, hệ côn trùng và hệ thép. Trong khi đó, song hệ này gây sát thương rất tốt lên các hệ như hệ nước, hệ bay, hệ cỏ, hệ giác đấu và hệ côn trùng. Các bộ cứ nhìn hai ông thần Zapdos và Thunderous đang làm mưa làm gió trong meta hiện tại thì rõ, không chỉ vì chúng có những ability và chiêu thức bá đạo mà chính hệ của chúng cũng là một cái gì đó tạo nên sự bá đạo của chúng. Đất lửa. Đất và lửa là hai hệ có sức tấn công rất mạnh nên Pokemon sở hữu cả hai hệ này thường rất mạnh. Vì có hệ lửa nên Pokemon đó không phải sợ hệ băng nữa. Cũng vì mang hệ đất, Pokemon đó cũng không phải sợ các chiêu thức hệ đá nữa. Đúng là một sự bổ trợ hoàn hảo. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Cả hai hệ này đều sợ hệ nước, nên bây giờ Pokemon mang song hệ này sẽ bị x4 bởi các chiêu thức hệ nước, một cái giá hơi đắt. Đồng thời, nó cũng bị chính hệ đất x2, điểm yếu của một Pokemon hệ lửa mà. Các hệ Pokemon bị giảm sát thương khi tấn công một Pokemon mang song hệ đất và lửa gồm hệ lửa, hệ độc, hệ côn trùng, hệ thép và hệ tiên. Riêng các chiêu thức hệ điện thì vô hiệu. Một số Pokemon mang song hệ đất và lửa, Camerupt, Primal Groudon. Lưu ý, vì có ability là đen solid land nên Groudon nguyên thủy không nhận sát thương từ các chiêu thức hệ nước, bá thực sự luôn. Điểm yếu của nó chỉ còn là các chiêu thức hệ đất. Rồng nước. Hệ rồng là một hệ quá mạnh mà ai cũng biết rồi nhỉ. Sự OP của chúng đã buộc nhà sản xuất phải tạo ra một hệ hoàn toàn mới khắc chế cứng các Pokemon hệ rồng, đó là hệ tiên. Trong các thế hệ đầu, hệ rồng chỉ bị khắc chế bởi các chiêu thức hệ băng và chính hệ rồng. Nhưng nhờ việc mang hệ nước giảm một nửa sát thương với các chiêu thức hệ băng nên Pokemon đó giờ cũng không sợ hệ băng nữa. Cũng nhờ mang hệ rồng, các chiêu thức hệ điện và cỏ giờ đây cũng không còn quá đáng sợ nữa. Chẳng trách sao trong các thế hệ đầu con Kingdra nó lại ba đến như vậy. Nhiều anh em khi đánh game 8 trong bản Heart Gold và Soul Silver chắc cũng phải khóc thét. Vì mang song hệ rồng và nước, các chiêu thức hệ lửa và nước giờ đây sẽ bị giảm 2 lần sát thương, nghĩa là chúng chỉ có 1/4 tác dụng. Bá thật, vì đây là hai hệ mà hầu hết team nào cũng cần phải có. Một số Pokemon có song hệ rồng và nước có thể kể đến như Kingdra, vị thần không gian Palkia, rồng hóa thạch Dracovish. Tất cả đều là những Pokemon vô cùng mạnh. Nếu để chọn ra song hệ cực mạnh và cực bá, tôi sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời ngay là rồng thép. Hệ rồng là một hệ nổi tiếng với khả năng tấn công cực mạnh, thì hệ thép lại nổi lên như một hệ đại diện cho các tanker chính hiệu. Vậy nếu hai hệ này kết hợp với nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ có một Pokemon cực kỳ mạnh. Trước đây chỉ có Dialga, vị thần thời gian, là mang song hệ này. Sau này khi sang thế hệ 8,
xuất hiện thêm Zuragoon, trong Legend Arceus ta lại có thêm Hisuian Gura, tất cả đều mang song hệ rồng và thép, không biết giữa chúng có mối quan hệ gì không đây. Điểm yếu của một Pokemon hệ rồng là các chiêu thức hệ băng, tiên và rồng khác nhờ có hệ thép bổ trợ, Pokemon đó hoàn toàn không sợ các hệ trên, nhất là hệ tiên, hệ khắc chế cứng của hệ rồng, thậm chí hệ thép còn chính là hệ khắc hệ tiên luôn. Danh sách các hệ bị giảm sát thương khi tấn công một Pokemon mang song hệ rồng và thép là rất dài. Chúng bao gồm hệ thường, hệ nước, hệ điện, hệ bay, hệ siêu linh, hệ bọ, hệ đá, hệ thép. Đặc biệt chỉ nhận 1/4 sát thương từ hệ cỏ và vô hiệu trước các chiêu thức hệ độc. Tuy nhiên vì mang thêm hệ thép nên Pokemon đó cũng bị khắc chế bởi các chiêu thức hệ giác đấu và đất, nhưng như thế không nhằm nhỏ gì so với những lợi ích mà tôi đã kể ở trên. Đất nước, song hệ này đã quá nổi tiếng đôi nhỉ. Một trong những song hệ Pokemon được cho là mạnh nhất, song hệ đất và nước. Việc mang hệ đất giúp Pokemon khắc phục điểm yếu lớn nhất của chúng chính là các chiêu thức hệ điện. Giờ đây, hệ điện gặp Pokemon hệ này chắc là chỉ biết khóc thét vì chiêu thức hệ điện vô hiệu trước Pokemon hệ đất. Nhờ mang hệ nước, các chiêu thức hệ nước và băng cũng chỉ là muỗi. Tuy nhiên, cả hai hệ này đều yếu thế trước hệ cỏ, nên các Pokemon sẽ bị x4 bởi các chiêu thức hệ cỏ. Ngoài hệ cỏ ra thì chúng chẳng ngán bất kỳ bố con thằng nào hết. À, thì còn ngán mấy bé học được chiêu thức Free Ride nữa. Hích hích. Các hệ bị giảm một nửa sát thương khi tấn công một Pokemon mang song hệ đất và nước gồm hệ lửa, hệ độc, hệ đá và hệ thép. Riêng hệ điện thì vô hiệu. Một số Pokemon mang song hệ đất và nước: Swampert, Whiscas, Gastrodon, Quagsire. Mà bóng tối, phải nói thật với các bạn luôn, đây là một trong những song hệ khó chịu nhất. Nếu ai đã từng chơi bản Platinum, khi đối đầu với nhà vô địch Cynthia thì mới thấy cái con quái thai Spirit Storm nó khó chịu như thế nào. Song hệ ma và bóng tối chỉ bị khắc bởi hệ tiên, mà hệ tiên thì phải sang thế hệ 6 mới xuất hiện. Nghĩa là từ thế hệ 5 trở về trước, song hệ này không có khắc chế và hoàn toàn không có điểm yếu, sợ hãi thật sự. Có tới 3 hệ không thể gây ra thương cho Pokemon mang song hệ này, bao gồm hệ thường, hệ giác đấu và hệ siêu linh. Vì mang hệ bóng tối nên chúng cũng không bị ảnh hưởng bởi Frantor, một khả năng phải nói là cực bá. Một số Pokemon mang song hệ ma và bóng tối: Spirit Storm, Sableye. Bay thép. Đây tiếp tục là một song hệ cực kỳ khó chịu nữa. Tuy không mạnh ở khả năng tấn công, nhưng sự châu chó và khó chịu của cái song hệ này sẽ làm cho đối thủ phải trải qua cực hạn của ức chế. Hai hệ bay và thép bổ trợ rất tốt cho nhau. Hệ thép sợ hệ đất và giác đấu, không sao, đã có hệ bay, thậm chí là chiêu thức hệ đất vô hiệu với Pokemon hệ bay. Hệ bay sợ hệ băng, không sao, đã có hệ thép chống lưng. Hai hệ có thể gây sát thương tốt lên Pokemon mang song hệ bay và thép là lửa và điện, còn lại chấp hết. Các hệ bị giảm sát thương khi tấn công bao gồm hệ thường, hệ bay, hệ siêu linh, hệ rồng, hệ thép, hệ tiên. Đặc biệt, hai hệ cỏ và bọ bị giảm tới 2 lần và hai hệ là độc và đất thì vô hiệu. Skarmory là một Pokemon cực kỳ bá trong đấu đơn với lối chơi khó chịu là rải đá, rải đinh, một Pokemon cực kỳ khó chịu. Ngoài ra, chúng ta còn có siêu quái thú Celestela và chim bản địa Gen 8 Covicornai cũng có song hệ này. Nước thép. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất một Pokemon mang song hệ nước và thép, đó là Emporeon, Pokemon khởi đầu của Gen 4. Hệ nước cũng là một hệ tấn công khá mạnh, kết hợp với hệ thép, một hệ tanh nữa sẽ tạo ra một Pokemon tuyệt vời. Điểm mạnh của Pokemon sẽ là bị khắc chế ít, rất nhiều hệ tấn công vào nó sẽ bị giảm sát thương. Các hệ đó bao gồm hệ thường, hệ nước, hệ bay, hệ siêu linh, hệ bọ, hệ đá và hệ rồng. Đặc biệt, hai hệ băng và thép chỉ gây được 1/4 sát thương, còn hệ độc thì vô hiệu. Tuy nhiên, Emporeon lại không phải một Pokemon quá mạnh, nên chưa thể phát huy được hết sức mạnh của song hệ này. Mong rằng trong tương lai, sẽ có Pokemon làm được điều đó, một Pokemon huyền thoại khu vực chẳng hạn. Độc bóng tối, hay đọc nhanh là độc đắc, cũng là một song hệ cực kỳ bá đạo. Nếu để chỉ ra song hệ nào có ít khắc chế nhất, thì đó chỉ có thể là hệ độc và bóng tối. Khi những Pokemon có song hệ này chỉ bị khắc chế duy nhất bởi các chiêu thức hệ đất, bá chưa bá chưa.
Ngoài hệ thép ra, hệ độc cũng là một hệ rất trâu nếu không gặp phải khắc chế. Trong đó, nó rất yếu thế trước hệ siêu linh. Nhưng giờ đây, vì có thêm hệ bóng tối thì hệ siêu linh tuổi gì sánh vai nữa. Không chỉ không nhận sát thương từ các chiêu thức hệ siêu linh, chính các Pokemon hệ siêu linh còn phải sợ chúng một phép. Hệ bóng tối yếu thế trước hệ tiên, hệ giác đấu và hệ côn trùng. Nhưng không sao, có hệ độc bổ trợ, mấy chiêu thức của ba hệ trên giờ đây chỉ có thể ích một sát thương, chứ không thể dễ dàng bắt nạt hệ bóng tối như trước nữa. Ngoài ra, song hệ độc đắc còn nhận giảm sát thương của 4 hệ, bao gồm hệ cỏ, hệ độc, hệ ma và chính hệ bóng tối. Một vài Pokemon có song hệ độc đắc có thể kể đến như Drapion, Mớt Alola. Và song hệ cuối cùng mà tôi muốn nói đến trong ngày hôm nay đó là tiên và thép. Mới đây, một Pokemon siêu mạnh đã xuất hiện. Nó sẵn sàng chém cổ bất kỳ Pokemon nào. Đó là Zacian, một con chó thích chơi kiếm. Trước đây, chúng ta có Magwire cũng mang song hệ này. Hệ tiên là hệ mới được giới thiệu gần đây, một hệ cực mạnh. Điểm mạnh của hệ tiên là khả năng tấn công vô cùng mạnh, nhưng khả năng phòng thủ của nó lại không quá hoàn hảo. Tuy nhiên, khi hệ tiên kết hợp với hệ thép, một hệ siêu tanh, thì nó lại là một câu chuyện khác. Một Pokemon vừa tấn công mạnh, vừa phòng thủ trâu, bá thực sự. Hệ tiên yếu thế trước hệ thép và hệ độc, nhưng giờ đây, điều đó là vô nghĩa. Hệ độc sẽ vô hiệu, còn hệ thép thì x1. Rất nhiều hệ chỉ gây được một nửa sát thương cho các Pokemon mang song hệ tiên và thép. Chúng bao gồm hệ thường, hệ cỏ, hệ băng, hệ bay, hệ siêu linh, hệ đá, hệ bóng tối và chính hệ tiên. Đặc biệt là hệ bọ chỉ gây được 1/4 sát thương, còn hai hệ độc và rồng thì vô hiệu. Các bạn biết đấy, Zacian đang là Pokemon hot nhất trong meta, người người, nhà nhà đều chơi. Có rất nhiều yếu tố để biến Pokemon này trở thành kẻ mạnh nhất, trong đó có song hệ bá đạo của nó. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để AD đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.